Tiếp tục công việc anh chị ơi, vậy là hết một năm rồi quý chị ạ. À, em Hải kính chúc toàn thể quý anh chị mình, những anh chị mà hay theo dõi kênh của em Hải ha, chúc cho toàn thể quý anh chị mình đầu xuân năm mới tràn đầy sức sống, thật nhiều hạnh phúc và điều đặc biệt là có thật nhiều sức khỏe ha. Chúc cho anh chị mình năm mới 2024 thành công rực rỡ, thành công mới anh chị nha, thành công rực rỡ nha. Anh chị nào mà thời gian qua xem video của em Hải mà chưa chọn được cái bất động sản nào phù hợp thì tiếp tục năm 2024 mình hãy tiếp tục follow kênh của em Hải, tiếp tục theo dõi kênh của em Hải để tiếp tục chọn những cái sản phẩm phù hợp nhất anh chị nha. Ngày hôm nay em mang tới cho anh chị mình căn nhà này, thiết kế hiện đại quý anh chị nha, ban công mái vuông anh chị nha, thiết kế hiện đại nha, xây mới 100% luôn. Chỗ đây là phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, nhưng mà được cái là gần Thủ Đức đó. Anh chị nào đang mong muốn tìm nhà thành phố Di An mà gần Thủ Đức để thuận tiện di chuyển công tác làm việc đi lại thì hãy vào việc căn nhà này quý anh chị nha. Khu dân cư đây. Mình ngắm cái khu dân cư này đi quý chị. Toàn nhà lầu quý chị theo. Đường thông hai đầu 13m tổng con đường này quý chị nhá. Đó thấy chưa? Toàn hai ba lầu hết quý chị nhá. Nhà của mình đây là hai lầu một trệt, nhà đúc 3 tấm, nhà xây mới kiên cố chắc chắn quý chị nhá. Mình vào trong mình xem. Chỗ này là bám trục đường quốc lộ 1K, anh chị mình chỉ cần chạy thẳng là vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, vào sân bay Tân Sơn Nhất anh chị nhá. Đó, giáp ranh kế bên luôn. Dễ hình dung nhất là gần làng đại học đó quý chị ha. Bám trục đường quốc lộ 1K, vị trí cực kỳ đẹp tại thành phố Di An. Ở đây thì tủ kệ gia chủ làm rất là ok, âm tường quý chị nhá. Đây này, kể cả tủ giày dép này hai bên đều có nhá. Bên đây là kệ tivi nhá, cầu thang nhá, kính cường lực nhá. Ở dưới chân cầu thang được tận dụng để làm tủ luôn quý chị này. Đó. Bên đây này có những cái khung gỗ lớn không quý chị? Đó, dán tranh nhá. Đây, tường 20 này quý chị. Đây, khung gỗ này, bên đây còn tường nữa đó quý chị nhá. Trần đóng thạch cao, có quạt trần, sử dụng đèn LED. Hiện trạng bây giờ là xu thế bây giờ người ta xài đèn LED quý chị ạ. Xài đèn LED vừa sáng mà vừa tiết kiệm anh chị nhá. Còn cái nền này là gạch bóng kiếng 80 x 80 này quý chị ha. Bây giờ xài mấy cái gạch này rất là sang luôn quý chị ạ, mà nó sạch nữa quý chị ơi. Đấy. Rồi, khu vực này từ đây đổ vào là bếp ăn của nhà mình quý chị nhá. Bên đây cũng có tủ kệ này, quý chị thấy chưa? Ở đây thì bếp trên bếp dưới gia chủ đã đóng sẵn hết cho mình rồi, rất đẹp luôn, thiết kế hiện đại hết quý chị ạ. Đó, nhìn rất là mê nhá. Có tủ luôn quý chị này. Đó, các cái vật dụng mà mình không dùng tới mình có thể để vào đây. Cũng khá là rộng rồi. Rồi. Nhà vệ sinh đây quý chị, khu vực nhà vệ sinh và ở phía sau kia sẽ là có khu vực lối thoát hiểm. Bây giờ mời anh chị mình lên lầu. Hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh mang tới cho anh chị mình ở khu vực lầu 1 này anh chị nha. Nhà vệ sinh khép kín luôn. Bây giờ phòng ngủ xu thế nó phải vậy quý chị. Đây, khu vực nhà vệ sinh đây, mình xem đây quý chị. Lavabo gương soi đầy đủ hết anh chị nha. Chỉ phục vụ cho cái phòng ngủ này thôi. Đó quý chị thấy không? À, bên đây có những cái bức tranh này quý chị. Mấy cái tranh này nếu anh chị mình muốn về mình có thể đổi được anh chị nha. Ở đây thì gia chủ có đi ống đồng sẵn rồi đây, về lắp máy lạnh quý chị. Rồi. Phòng ngủ số 2, mình xem nhà vệ sinh trước đi quý chị. Có cửa ra ban công rồi, có cửa sổ đây quý chị này. Đó, nhà mình ngang 4,5m, dài 13 là 61m, thổ cư hết anh chị nhá. Bây giờ mình lên lầu. Lên lầu 2 anh chị. Phòng ngủ số 3. Nhà mình sẽ có 3 cái phòng ngủ anh chị nhá. Có một cái phòng thờ rất rộng luôn. Mình xem khu vực phía sau này đi. Đấy. À, cái lối này mình lên nóc nhà này quý chị. Nhà mình đúc 3 tấm mà. Còn chỗ đây mình để máy giặt này quý chị, hoặc có thể mình để máy giặt ở dưới lối thoát hiểm đều được anh chị nhá. Còn nhà vệ sinh mình bên đây này. Bên đây nhà vệ sinh này quý chị. Còn một cái phòng thờ phía trước này nữa quý chị. Đây, khu vực này là giếng trời nhá. Đó. Đó, phòng thờ này. Cái phòng thờ này anh chị muốn tăng thêm phòng ngủ được luôn nhá. Gia chủ vẫn có đi ống đồng cho mình này để anh chị mình có thể làm phòng ngủ hoặc làm phòng thờ, đó là tùy anh chị nhá. Đấy, thì đây là một căn nhà 61m² thổ cư hết quý anh chị ạ. Đó, đẹp nhá quý anh chị, đẹp. Căn này đúc 3 tấm bám trục đường quốc lộ 1K mà chỗ đây thành phố Di An mà kế bên thành phố Thủ Đức ha. Giống như em nói rồi, phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đó, khu dân cư đẹp như thế này quý anh chị ha. Ở đây làm hàng xóm với toàn thể mọi người ở đây đi quý anh chị ha. Chỗ đây được cái giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp cho anh chị nào mà công tác làm việc ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mà kiếm một căn nhà ở thành phố Di An mà thuận tiện di chuyển thì căn này quý anh chị nhá. 4,8 tỏi là nói chuyện thoải mái, anh chị nào mà thấy phù hợp vào việc.